Crown Max Rotec 3.600 vùng vàng nha. Mời các bác cùng xem. Con này series là 6390 nha, 6390. Đấy, tất cả là tem cờ còn nguyên hết nha các bác. Tem cờ phía trên còn nguyên nha, cái nắp ạ. Rồi đi vào chi tiết của con men. Crown Max Rotec 3600 VZ. Đẹp xuất sắc, 6390. Đây là hai tầng phô, nó dính cái đen đây là trên cái này. Đấy, nó keo các bác. Đấy, đây là miếng chi chỗ tầng phô này. Đấy. Đấy, trên những cái tầng phô đều có cái keo tản nhiệt các bác, dính dính này. Đấy. Rất là mới nha. Rồi, mặt tiền thì khỏi bàn các bác, mặt tiền cực kỳ đẹp xuất sắc luôn nha. Đây là dòng Crown nha các bác. Của Mỹ nha, nội địa, điện 110. Công suất cực kỳ phê luôn, 3000W và công suất đánh loa. Mở maximum lên tới 1800W trên một kênh. Nên các bác không cần lên tay, ốc này mới tinh coi. Đây là cái nó dính những cái phía trên của nắp này nha các bác. Đây chúng ta cạo này, đấy. Đây những keo ạ. Keo tản nhiệt của tầng phô. Đây. Mỗi vế vẫn là 4 con tụ Philips vương miện. Full vương miện luôn nha các bác. 8187 và 8186, 8188. Hai cầu chì tinh tinh mới toan luôn. Đây là phần tản nhiệt. C8187 và cuối C8188 trạm loa mới tinh. Này các bác thấy đồ đẹp. Từ cái quạt trắng tinh này quá. Giá là 26 triệu nha các bác. Bao gồm phí ship, chuyện không đủ thì em luôn luôn bớt vài trăm cho các bác đấy. Như em đã thông báo ở những video trước. Nguồn vàng nha các bác. Vâng, và đây là phía sau. Cổng trạm tiêu tiếng Hero vào 6 ly và 35. Dây nguồn. Series là 6390 các bác có thấy. 6390 nha. Nội địa 110. Hai trạm loa. Rất là xuất sắc luôn. Nhìn cái quạt trắng tinh là yêu rồi. Và cầu chì nữa có. Đây là cái tem bên trong máy. Rồi bác nào mình chốt con Crown 3600 VZ series 6390 thì alo cho em nha. Qua số điện thoại trên. Full vương miện từ tụ cho đến là công suất 1000 maximum 1800W trong mỗi cơn. Chơi full 40-50 vân vân, chơi sub kíp 40-50. Đặc biệt các bác rất là thích chơi những bàn 6VZ vì tiếng nó hay và nó uy lực. Tiếng nó khỏe nên là mình nghe tiếng khi đánh những dòng loa nghe nhạc trong gia đình. Nó canh tiếng nghe rất là sướng và hát karaoke gọi là tuyệt vời. Các bác chơi bot những cặp bot 3 series, 2-3 cặp bot thì là 2 cặp 6-1 series 3 thì 3600VZ đánh tuyệt vời luôn nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Vâng, sau đây em giới thiệu cùng các bác một con bao của Boss 1600 series 6 nha. Con này 1400W, chạy 26 Motorola. Dòng đẩy của Mỹ, cực kỳ hot và con này rất là đẹp nha. Xuất cho thị trường châu Âu, sử dụng điện 220-24. Rất là tiện lợi cho các bác nha. Đây là những đường tín hiệu đầu vào, đấy, có 6 ly và 35. Máy mắt Inwood A, đây là những hàng Mỹ sản xuất, hàng ngoài và xuất cho nhiều thị trường như là châu Âu, Nhật và Mỹ vân vân. Đây là phía sau của em nói nha. Hàng cực đẹp nha các bác, hàng tuyển lựa kỹ lưỡng nha. Đối với em này các bác chơi thoải mái hai cặp bot, hai cặp BMB 25-30 hoặc là chơi full 30-40. Cho gia đình thì các bác chơi một cặp full 40 thoải mái nha. Còn hai cặp 30 vân vân. Nếu các bác mình đang sở hữu những cặp bot ở nhà thì ghép với con bot này quá tuyệt vời, trồng đồng bộ nữa để trong phòng khách trông rất đẳng cấp. Đấy, cái tài cảnh hông này các bác, hai nút nguồn và hai volume cần chỉnh cho hai vé nha. Rồi chỉ vậy thôi, về ngoài thì nó đẹp xuất sắc hết rồi. Rồi em sẽ mở bên trong để các bác cùng tham khảo luôn nha. Giá con này là 14.500, đã bao gồm phí ship nha các bác. Giá 14.500.
chỉ khoản đủ em bớt 200.000 và giá 14.500 là đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ da ba lăng nữa nha. Vâng, và đây là nội thất bên trong, em mời các bác cùng xem. Đặc trưng của Boss thì nó sẽ có cái lọc nguồn phía này cực kỳ giá trị và một cái tăng phô rất là đẹp, 4 tô lọc nguồn, mỗi vé là 10 con sò ip Motorola mới kiến công nha các bác. Thì bên em chuyên hàng tuyển hàng lựa kỹ lưỡng nên các bác mình yêu thích hàng tuyển thì cứ alo cho em nha. Giá thì em đã báo và bao gồm phí ship rồi, các mình cân đối thì alo cho em. Tất cả máy bảo hành nguyên zin hết nha các bác, hoạt động hoàn hảo nha, chỉ việc cắm điện và chúng ta sử dụng thôi. Đối với những con Boss này nó xuất thị trường châu Âu thì nó tiện, nó đã sử dụng cầu 220-24, các bác chỉ cần cắm điện gia đình mình xài thôi, không cần phải qua đổi nguồn. Còn các bác nào chơi đồ nội địa có nhà đổi nguồn rồi thì chúng ta có thể xài đồ điện nội địa hay là có thể chuyển cầu qua. Đây là cái phần chuyển cầu này các bác, là cái mạch ra mạch chuyển cầu này, rút cái rác và chuyển qua đúng cầu 100 thì là 120, hiện tại đang ở cầu 220-24, nghĩa là cầu điện châu Âu đấy. Rồi bác nào yêu thích con Boss này thì alo cho em nha. Giá 14.500 bao gồm phí ship. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm có alo cho em qua hai số điện thoại này nha.